Chào mừng các bạn đã đến với Cơm Camera. Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thông tin công khai, thực hiện theo nghị quyết của Chính phủ ngày 15 tháng 3 năm 2022 về việc miễn thị thực cho công dân 13 nước, Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch trong bối cảnh thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 gắn với từng bước phục hồi kinh tế xã hội. Việt Nam đã dỡ bỏ mọi biện pháp kiểm soát đi lại, cho phép du lịch đủ điều kiện được nhập cảnh vào Việt Nam. Về việc cấp thị thực nhập cảnh visa, Việt Nam trước đây đã miễn visa hơn 13 quốc gia và song phương cho 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày mở cửa du lịch quốc tế 15 tháng 3, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã chính thức ký nghị quyết số 32 về việc miễn thị thực công dân các quốc gia bao gồm Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Liên Hiệp Vương quốc Anh và Bắc Iceland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Cộng hòa Phần Lan và Cộng hòa Belarus chính thức được miễn thị thực khi nhập cảnh vào Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh. Thông tin này cũng đã được nước bạn láng giềng Trung Quốc cập nhật và thắc mắc tại sao không có Trung Quốc trong danh sách 13 nước được miễn visa đơn phương của Việt Nam trong nghị quyết này. Có một vlogger Trung Quốc đã chia sẻ thông tin và làm video thảo luận về vấn đề này. Video được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội Dưa Hấu Video của Trung Quốc với tiêu đề Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch và miễn thị thực cho 13 quốc gia, ngoại trừ Trung Quốc, tại sao? Đã thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận đến từ cư dân mạng Trung Quốc. Trước khi đọc phần bình luận, chúng ta cùng nghe xem anh chàng vlogger này đã giải thích những lý do gì nhé. Mở đầu, chàng trai này chia sẻ thông tin những quốc gia nào công dân được miễn thị thực và chủ yếu là các quốc gia châu Âu, bởi Việt Nam có mối quan hệ mật thiết với các nước châu Âu. Họ hy vọng rằng sẽ có nhiều du khách châu Âu đến du lịch và tiêu tiền. Tất nhiên, không chỉ có mỗi Trung Quốc là không được miễn visa, nhưng Trung Quốc là láng giềng của Việt Nam và có rất nhiều người Trung Quốc đi du lịch tại Việt Nam. Vậy mà Việt Nam lại không miễn visa đối với người Trung Quốc. Vlogger này chia sẻ, một số người đã nhắn tin cho anh ấy, đa phần là mỉa mai và nói rằng suốt ngày bàn về chuyện đi Việt Nam như thế nào, bây giờ người ta miễn visa cho 13 quốc gia, không hề có Trung Quốc. Ông có muốn đi người ta cũng không cho sang. Tuy nhiên, phải nhìn nhận vấn đề này một cách cụ thể. Thứ nhất, có thể do nhân khẩu của Trung Quốc quá lớn. Các quốc gia hiện nay Việt Nam đang miễn visa, nhân khẩu chỉ có vài triệu người. Đến dân số của Nga cũng chỉ có hơn 100 triệu người, trong khi đó dân số của Trung Quốc là 1,4 tỷ người. Khi đó dòng người Trung Quốc sẽ rất đông, Việt Nam một khi mở cửa sẽ không thể tải được số lượng người lớn như vậy. Vì vậy, Việt Nam sẽ miễn visa cho những quốc gia có dân số ít trước. Thứ hai, có lẽ Trung Quốc đang là một nước phát triển, sức tiêu dùng không mạnh bằng các nước châu Âu. Việt Nam hiện nay đang muốn phục hồi nền kinh tế, tất nhiên là muốn thu hút du khách của các quốc gia phát triển để họ đến Việt Nam tiêu dùng. Mức tiêu dùng chắc chắn sẽ mạnh hơn Trung Quốc một chút. Tất nhiên, Trung Quốc cũng có nhiều người giàu, nhưng họ ưu tiên đi các quốc gia khác du lịch hơn Việt Nam. Bên cạnh đó, Trung Quốc và Việt Nam đều là những nước châu Á sẽ kém thu hút nhau hơn, là những người châu Âu sẽ bị thu hút bởi văn hóa, phong tục, con người châu Á. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề trước mắt, bởi vì Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển và sức tiêu thụ tăng nhanh. Lúc đó Việt Nam chắc chắn không thể bỏ qua miếng mỡ ngon như Trung Quốc, chắc chắn sẽ muốn Trung Quốc đến Việt Nam du lịch nhiều hơn. Vì vậy, mọi người không cần lo lắng. Hơn nữa, lần miễn visa này chỉ có thời gian lưu trú 15 ngày. Đối với người Trung Quốc mà nói, thì cần thời gian visa lâu hơn khoảng 3-6 tháng. Từ thực tế này, chúng ta có thể thấy chính phủ Việt Nam đang rất mong muốn được mở cửa, cho dù dịch bệnh tại Việt Nam đang rất nghiêm trọng, mỗi ngày 30-40.000 ca bệnh. Vì vậy, mở cửa du lịch tại thời điểm này không phải là lựa chọn tốt. Đó là toàn bộ nội dung mà vlogger này chia sẻ với cư dân mạng nước họ. Các bạn có suy nghĩ gì về hai lý do mà vlogger Trung Quốc này đưa ra? Thật ra mọi người hay nói rằng khách Trung Quốc đông, ồn ào, mất lịch sự. Tuy nhiên đối với ngành du lịch Việt Nam, Trung Quốc là một trong những thị trường quan trọng chiếm tỷ trọng cao. Người Trung Quốc thường đông và sẵn sàng chi tiêu. Điều đó góp phần không nhỏ đến phát triển du lịch trong nước ta. Vì dịch bệnh Covid và chính sách Zero Covid tại Trung Quốc mà số lượng du khách du lịch Trung Quốc giảm mạnh, khiến nhiều điểm du lịch Việt Nam vắng khách. Hy vọng rằng đây sẽ là cơ hội để Việt Nam chúng ta có thể nâng cấp du lịch, thúc đẩy du lịch trong nước và các thị trường khác ngoài Trung Quốc để không còn phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem netizen Trung Quốc đã bình luận những gì sau khi nghe được những nội dung mà vlogger này đã chia sẻ nhé. Ghen tị với sự hòa nhập của Việt Nam với tất cả các nước trên thế giới, Việt Nam ngày càng cởi mở hơn và người dân ngày càng hạnh phúc hơn. Chúc phúc cho người dân Việt Nam, đồng thời thả tim cho một chính phủ Việt Nam không tàn bạo. Trung Quốc và Việt Nam không phải là hai quốc gia thân thiện với nhau, điều này không phải là bình thường sao? Bình luận này đã nhận được rất nhiều phản hồi, chúng ta cùng đọc qua một số phản hồi nhé.
có quốc gia nào thân thiện sao? Nga có tính không? Sự trỗi dậy của các cường quốc là như vậy. Nước Đức trỗi dậy trước đây đã làm xấu đi mối quan hệ các nước láng giềng vì sức mạnh của nước này đã tăng lên và nước này muốn phân phối lại tài nguyên trên trái đất. Thế giới chính là như vậy. Bạn đã từng thấy các cầu thủ bóng chuyền tại Nhật Bản vào những năm 1980 chưa? Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản vào thời điểm đó tốt biết bao nhiêu và tại sao? Vì đồ điện của Nhật Bản khi đó được bán cho Trung Quốc nên người Nhật kiếm được nhiều tiền và tất nhiên trở nên thân thiện với người Trung Quốc. Bây giờ Nhật không thân thiện vì Trung Quốc đã vươn lên không chỉ để sản xuất và bán các thiết bị điện mà còn để cạnh tranh với Nhật Bản trên thị trường quốc tế. Các quốc gia chỉ nói về lợi ích chứ không có tình cảm gì ở đây hết. Mối quan hệ của chúng ta với Pakistan rất tốt để cân bằng với Ấn Độ. Đợi một ngày Pakistan lớn mạnh hơn, chúng ta sẽ lại có mối quan hệ tốt với Ấn Độ. Bây giờ Trung Quốc đang trong giai đoạn khó khăn, phân chia quyền lợi trước khi vươn lên tầm thế giới và quan hệ không tốt với các nước khác là điều bình thường. Đợi đến khi Trung Quốc hùng mạnh rồi, làm người đứng đầu thế giới rồi thì đảm bảo tất cả các quốc gia sẽ có quan hệ tốt với chúng ta. Ông cháu này vẫn chưa tỉnh ngủ, có thể tiếp tục ngủ đi ông cháu ơi. Cho tôi hỏi một chút, các quốc gia thân thiện với Trung Quốc là những đứa nào? Phương Tây không phải nói rằng hệ thống chính trị khác nhau mới không thân thiện với nhau sao? Tại sao một đất nước có hệ thống xã hội tương đồng như Việt Nam cũng không thân thiện? Vậy làm thế nào mới có thể có những quốc gia thân thiện? Không có Trung Quốc vì Trung Quốc không đồng ý trao đổi, Việt Nam không muốn đơn phương giao lưu, cho dù có thì Trung Quốc cũng không cho người dân đi và sẽ không ra nước ngoài trừ trường hợp cần thiết và không có nguyên nhân nào khác. Tôi đến từ Vân Nam, nhưng Việt Nam đối với người Trung Quốc chúng ta thực sự không có lý tưởng như vậy. Vì vậy, tôi không bao giờ muốn đến Việt Nam. Ra nước ngoài thì dễ, nhưng về nước mới khó. Sau khi đi du lịch nước ngoài hơn 10 ngày và trở về Trung Quốc, ít nhất 14 cộng 7 ngày kiểm dịch, không ai muốn đi du lịch, ngay cả khi được miễn thị thực. Có rất ít người từ 13 quốc gia này đến Việt Nam, vì vậy họ hy vọng miễn thị thực sẽ thu hút nhiều người đến. Trung Quốc không giống như vậy, có quá nhiều người Trung Quốc đến Việt Nam, miễn thị thực là không tốt để quản lý. Việt Nam đã có sự đề phòng sâu sắc với Trung Quốc từ xa xưa, giống như hai người hàng xóm cạnh nhà luôn cảnh giác với nhau. Chúng ta cũng đừng hy vọng gì vào người hàng xóm này, anh ấy không chủ động gây rắc rối là được rồi. Trung Quốc có miễn thị thực vào Việt Nam không? Các quốc gia có đi có lại thôi. Visa du lịch không được cấp, có visa nào khác để nhập cảnh vào Việt Nam không? Vẫn luôn chú ý đến việc Việt Nam mở cửa với du lịch quốc tế. Tôi chỉ đến những quốc gia thân thiện với chúng tôi. Vậy thì ông Đếch đi được đến đâu rồi? Chúng ta bây giờ đều là đi làm công và một số người nhập lậu đến làm việc và bị trục xuất. Vì điều này, Trung Quốc bên này đã xây hàng rào, bên Việt Nam không muốn để chúng ta sang chiếm việc làm. Sức chi tiêu của khách hàng du lịch Trung Quốc gần như cao nhất thế giới, ít nhất là ở Nhật Bản và châu Âu, khách chi tiêu lớn nhất là khách du lịch Trung Quốc. Trung Quốc cũng miễn visa cho nhiều quốc gia, nếu bạn đi xem thì họ đều là những quốc đảo nhỏ mà bạn chưa từng nghe đến. Hoặc những quốc gia rất nghèo, hầu hết những quốc gia này đều là những quốc gia có dân số vài trăm nghìn. Năm 2018, tôi tổ chức cho đoàn đi Việt Nam, nhập cảnh còn phải nộp thêm tiền. Cả đoàn du lịch thống nhất cho tiền phía hải quan Việt Nam, phí tại các danh lam thắng cảnh phía Nam tương đối minh bạch và tôi không cảm thấy có thù hận gì. Các danh lam thắng cảnh ở phía Bắc không ok lắm, đột nhiên tăng giá là một hiện tượng phổ biến, bao gồm cả khách sạn cũng vậy. Không bao tiền thì không dọn phòng. Còn một điểm quan trọng nữa là những người đồng bào đang làm ăn ở Việt Nam ra tay với chính những người đồng bào du lịch đến từ Trung Quốc còn tàn nhẫn và đen tối hơn người Việt Nam rất nhiều. Kiểu quốc gia như này vẫn là đừng nên đến, rất đau lòng. Đây là những chuyến du lịch không đồng lừa đảo mà người Trung Quốc và Việt Nam móc nối với nhau để lừa du khách Trung Quốc và Việt Nam. Việt Nam cũng có những chuyến du lịch sang Trung Quốc như thế này. Người Trung Quốc chúng tôi trung thực, có cốt cách và phẩm giá, luôn một lòng hướng tới tương lai. Có thể họ sợ chúng tôi quá trung thực và chính trực rồi. Đó là một số bình luận của cư dân mạng Trung Quốc. Tất nhiên còn rất nhiều bình luận tiêu cực khác. Các bạn hãy comment ý kiến của mình về vấn đề trên. Hy vọng mọi người nhìn nhận vấn đề khách quan và cũng không tiêu cực quá về du khách Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.